rất là nhiều người vỗ tay. Vậy em nghĩ là em chọn phương án A. Người chơi chính chúng ta đã đưa ra sự lựa chọn. Và ngày hôm nay thì có vẻ là những người cùng chơi chúng ta thì hơi kiệm lời một chút. Họ chỉ vỗ tay thôi, cổ vũ thôi. Nhưng mà những tiếng vỗ tay cổ vũ cũng rất là lớn. Hãy chờ xem là người chơi chính chúng ta liệu có trả lời chính xác ở câu hỏi này. Rất tiếc là loài chim ruồi, chim ong